Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tạc. Tập 47. Chương 461, Huyền Võng Lộ Tranh Vành. Sát ý trong giọng nói của Công Tôn Khải Huyền không hề che giấu. Vậy thì xin mời đạo hữu tự mình chứng minh. Hắn nhìn Lý Phàm, lạnh lùng nói. Vì thế hiện tại áp lực đi tới bên Lý Phàm. Càng ngày có càng nhiều tầm mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ trên người của hắn. Nếu đạo hữu đã tự xưng có thể thôi diễn chuyện tương lai, vậy thì xin mời biểu diễn tại chỗ lại lần nữa. Nếu đạo hữu đã có thể dự đoán chính xác sự tăng giảm giá cả của vật phẩm cụ thể, chắc hẳn tùy tiện suy diễn ra cái gì đó cũng là chuyện dễ dàng. Công Tôn Khải Huyền trầm giọng nói, trong lời nói không cho Lý Phàm từ chối. Lý Phàm trầm ngâm một lát, đành phải đồng ý. Vậy thì tại hạ đành phải phô diễn trình độ kém cỏi rồi. Chắp tay lấy ra xúc sắc thiên địa càn khôn đã chuẩn bị sẵn, Lý Phàm nhắm mắt tập trung, đứng yên bất động tại chỗ. Trong sân thoáng chốc yên tĩnh, tất cả đều nhìn chằm chằm động tác kế tiếp của Lý Phàm. Trong những ngọc giản thu được trong di tích Thiên Cơ Tông, đúng là có chút pháp thuật thôi diễn tương lai. Nhưng đều là thuật pháp vớ vẩn, có thể trăm lần chúng một đều phải đốt nhang. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, Lý Phàm đã nắm được sơ lược phương pháp vận chuyển, dùng để giả vờ cũng không phải vấn đề lớn. Muốn thật sự thôi diễn ra cái gì, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Trước vô số ánh mắt, Lý Phàm cũng không dám khinh thường. Làm tốt một khi bị vạch trần, phải lập tức chuẩn bị con đường bỏ chạy. Đồng thời vận chuyển bí thuật Trích Thủ Giá Thiên, một khí tức huyền bí thoáng chốc bao phủ toàn thân. Xúc sắc thiên địa càn khôn tự động bay tới trước mặt Lý Phàm, nhanh chóng xoay tròn. Mỗi bề mặt trong số 20 mặt chói choang đều thoáng hiện lên cảnh tượng rời rạc. Lý Phàm biết cho dù những hình ảnh này chỉ là lóe lên rồi biến mất, cũng khó thoát khỏi pháp nhãn của chư vị tu sĩ ẩn giấu ở đây. Cho nên hình ảnh hiện lên từ xúc sắc thiên địa càn khôn cũng không phải hắn tùy ý đánh lừa, mà là sự thật không thể tồn tại được nữa lấy các sự việc trong tương lai mà Lý Phàm sẽ trải qua ở kiếp trước. Trong thật có giả, giả mà như thật, như thế mới có thể lừa gạt được người trong diễn võ đường. Tuy nhiên, dù có chân thật đến đâu, Lý Phàm cũng biết này vật ngụy tạo này tuyệt kinh không chịu nổi sự giám sát cẩn thận. Cho nên, sau khi xúc sắc thiên địa càn khôn chuyển động càng lúc càng nhanh, trên đó bắt đầu dần dần hiện ra một khung cảnh đen kịt. Lý Phàm khống chế thân thể của mình bắt đầu không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, vẻ hoảng sợ trên mặt càng ngày càng đậm. Vận dụng tạo hóa hồng lô công, phun ra một búng máu tươi, Lý Phàm thất thanh nói, thiên huyền tỏa linh, huyền hoàng quy nhất thống. Ngay lúc này, xúc sắc thiên địa càn khôn cũng vừa vặn giống như đã mất đi tất cả linh tính. 20 mặt đều vô cùng tối đen, ngừng chuyển động. Lý Phàm trông như tiêu hao cực lớn, suy yếu té ngã trên mặt đất, mà bên trong diễn võ đường lại là một mảnh xôn xao. Không có gì khác, thực sự trong câu nói thiên huyền tỏa linh, huyền hoàng quy nhất thống ẩn chứa ý tứ quá đáng sợ. Một tu sĩ mặc đồ đen, không thấy rõ tướng mạo chợt xuất hiện từ không trung. Hắn không quan tâm Lý Phàm bị thương nặng, mà nhìn về phía Công Tôn Khải Huyền. Công Tôn đạo hữu, hiển nhiên là đang hỏi ý kiến của hắn. Theo ý kiến của hắn, tên tu sĩ Lý Phàm này có chút giống như đang cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng dù sao hắn cũng không biết thuật thôi diễn, vị này nghe nói là cổ tu sĩ chìm vào giấc ngủ say trong thời kỳ thượng cổ. Không thể loại trừ khả năng pháp thuật cổ xưa với pháp thuật hiện tại. Mà kết luận Lý Phàm đưa ra lại thật sự có chút rợn cả người. Để cẩn thận, hắn quyết định vẫn phải tôn trọng ý kiến của nhân sĩ chuyên nghiệp. Công Tôn Khải Huyền mím môi, dường như không ngừng lặp lại câu nói vừa thôi diễn ra của Lý Phàm. Thân sắc trên mặt càng ngày càng nghiêm túc, một bức tranh xuất hiện trước mặt hắn, từ từ mở ra. Trên vải vẽ tranh vốn là một mảnh trống không. Nhưng khi Công Tôn Khải Huyền lấy tay làm bút, không ngừng vung vẩy. Màu sắc bên trên dần dần trở nên đậm hơn. Dường như có cảnh tượng gì đó đang sắp thành hình ở phía trên. Vẽ tranh bằng vẩy mực dường như cực kỳ tiêu hao thể lực, Công Tôn Khải Huyền vốn đã có chút ốm yếu. Trong quá trình thôi diễn, lại càng trở nên suy yếu hơn. Trên lưng giống như đeo vật gì nặng, từng tấc đè thân thể của hắn còng xuống. Mà động tác vẽ của hắn cũng trở nên càng ngày càng chậm.
Cuối cùng khi cảnh tượng trong tranh sắp thấy rõ, ngón tay của Công Tôn Khải Huyền run rẩy kịch liệt. Giống như gặp phải lực cản cực lớn, bất kể thế nào thì một bút cuối cùng này cũng không thể hạ xuống. Trên mặt Công Tôn Khải Huyền hiện lên một vẻ tàn bạo. Hắn khẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một búng máu tươi. Lúc máu tươi phun lên không trung, hai tay nắm chặt dùng sức nện xuống. Lấy máu làm mực, lấy quyền làm bút, vẽ xong bức tranh này. Khi một đám tu sĩ trong diễn võ đường cùng với bản thân Công Tôn Khải Huyền đều nhìn về phía bức tranh, muốn nhìn rõ nội dung của nó, một ánh sáng xanh lục rực rỡ chói mắt chợt trào ra từ trong bức tranh. Trong lúc nhấn chìm bức tranh, còn cuốn trôi bốn phương tám hướng. Người đầu tiên bị tấn công chính là Công Tôn Khải Huyền. Vốn ép buộc thôi diễn cũng đã tiêu tốn phần lớn thể lực của hắn. Giờ phút này đối mặt với sự tập kích của ánh sáng xanh lục mà không kịp đề phòng, hắn căn bản vô lực né tránh, bị đánh trực diện. A! Công Tôn Khải Huyền phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể trong nháy mắt hòa tan trong ánh sáng xanh lục. Chỉ còn lại một vệt mực trôi đi rất xa, không biết về phương nào. Nguy rồi, thiên cơ phản phệ. Công Tôn trưởng lão. Cảnh tượng bất thình lình này làm cho các tu sĩ trong diễn võ đường vô cùng khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền cảm thấy tự lo cho mình còn không xong. Ánh sáng xanh lục như thủy triều lan tràn ra phía ngoài, những nơi nó đi qua, tất cả vật nhiễm đều bị đồng hóa. Từng tảng đá to hình thù kỳ quái, ngay cả sinh linh phía trên đều giống như băng tuyết hòa vào nước, biến mất không tăm tích. Tu sĩ áo đen đột nhiên biến sắc, cố gắng ngăn cản ánh sáng xanh lục lan tràn. Nhưng là ánh sáng xanh lục chói lóa này không biết từ đâu mà lên, dĩ nhiên không thể ngăn cản, vì thế cũng bị ép rút lui. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cuộc xét xử công khai đã biến thành một cuộc đua xem ai có thể chạy nhanh hơn. Vô số tu sĩ than khóc, khung cảnh càng thêm hỗn loạn đáng sợ. Từ lúc nhìn thấy ánh sáng xanh lục vô cùng quen thuộc hiện ra trong bức tranh thôi diễn của Công Tôn Khải Huyền, Lý Phàm liền cảm thấy không ổn. Tuy rằng không biết xảy ra biến cố gì, vì sao thôi diễn của Công Tôn Khải Huyền lại dẫn động năng lượng huyền võng chưa xuất thế. Nhưng điều đó cũng không ngăn được Lý Phàm bỏ chạy từ sớm. Khi các tu sĩ vô cùng hoảng hốt chạy ra khỏi diễn võ đường, những thay đổi kỳ lạ trong diễn võ đường của đảo Vạn Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý của các tu sĩ khác trên đảo. Tòa kiến trúc vốn nguy nga đồ sộ, bỗng nhiên trở nên rung chuyển. Sau đó ầm ầm sụp đổ trong những cơn chấn động không ngừng. Nhìn thấy ánh sáng xanh lục vẫn muốn tiếp tục lan tràn ra ngoài, một đường hồng quang từ chân trời giáng xuống, trong nháy mắt đáp xuống trên đảo Vạn Tiên. Vô số hoa văn trong suốt dâng lên từ trong hồng quang, hình thành một tấm lưới lớn bắt lấy ánh sáng xanh lục tỏa ra bốn phía. Một cuộc khủng hoảng biến mất vô hình, Lý Phàm trà trộn trong đám người cũng khẽ cúi đầu xuống. Chỉ vì người tới chính là trận pháp sư đứng đầu sách trận đường của Vạn Tiên Minh, Lục Khê Thiền. Chương 462, Phong tỏa đảo Vạn Tiên. Lục Khê Thiền nhíu mày nhìn diễn võ đường trên đảo Vạn Tiên đã hóa thành hư vô. Sợi chỉ xanh nhẹ nhẹ hiện lên quấn quanh đầu ngón tay. Nàng nhìn chằm chằm ánh sáng xanh lục quen thuộc mà xa lạ này, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tuy biển Tùng Vân hẻo lánh, không có mấy tu sĩ biết thân phận của Lục Khê Thiền. Nhưng dưới uy áp, nàng không nói lời nào, đảo Vạn Tiên cũng im lặng không một tiếng động. Các tu sĩ không dám nhìn thẳng dáng người của nàng, chỉ cúi đầu cụp mắt giống như Lý Phàm. Đồng thời ở trong lòng suy đoán thân phận của vị nữ tu này. Cuối cùng, có hai bóng dáng bay ra từ bố chính đường trung ương trên đảo, tiến lên nghênh đón. Một nam một nữ, chính là Tử Vân và Hồng Hy, hai vị tiên quân hóa thần duy nhất ở biển Tùng Vân. Bái kiến Lục thủ tịch, bọn họ đồng loạt khom người hành lễ, vẻ mặt có chút khẩn trương. Có thể làm cho hai người đứng đầu biển Tùng Vân thận trọng như thế, chắc chắn là đại nhân vật khó lường. Trong lòng các tu sĩ đang cúi đầu khom người lúc này đều khiếp sợ, đồng thời cũng tràn ngập tò mò. Tất cả đều âm thầm suy đoán tại sao một sự tồn tại tới đẳng cấp như Lục thủ tịch lại đến nơi biên giới như biển Tùng Vân. Chẳng lẽ chính là vì ánh sáng xanh lục xuất hiện một cách khó hiểu này? Không cần đa lễ, giải quyết chính sự quan trọng hơn. Lục Khê Thiền liếc nhìn các tu sĩ dưới đảo Vạn Tiên, lạnh lùng nói, lập tức phong tỏa đảo Vạn Tiên. Không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được rời đi. Nói xong, nàng chỉ tay lên bầu trời. Đường hoa văn trong suốt trải dọc theo trung tâm, nhanh chóng bao phủ cả hòn đảo. Ta đã xin cắt đứt liên lạc giữa thiên huyền kính nơi này và ngoại giới.
phương tiện thông tin thông thường cũng đã bị ta chặn lại. Trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, các ngươi cần chịu trách nhiệm duy trì trật tự trên đảo. Hồng Hy nghe vậy cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi nghe thấy lời của Lục Khê Thiền nói, tất cả các tu sĩ trên đảo đều nhìn nhau. Xem ra thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Toàn bộ hòn đảo đã bị phong tỏa, không được phép ra vào. Tình hình nghiêm trọng như vậy có lẽ là lần đầu tiên xảy ra ở đảo Vạn Tiên kể từ khi thành lập tới nay. Lý Phàm trốn ở trong đám người, trong lòng cũng có chút chột dạ. Tình thế phát triển của các sự việc ở kiếp này thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn dĩ hắn chỉ muốn giả làm thần côn, lừa gạt sự điều tra của Vạn Tiên Minh. Không ngờ Công Tôn Khải Huyền kia quả thật không phải hư danh, thật sự căn cứ vào Thiên Huyền Tỏa Linh, Huyền Hoàng Quy Nhất Thống mà thôi diễn ra gì đó. Còn kích hoạt năng lượng màu xanh lụa tương tự như huyền võng. Điều càng bất ngờ hơn là dị động cách đó hàng vạn dặm lại đột nhiên thu hút sự chú ý của Lục Khê Thiền. Lập tức vượt châu mà đến, phong tỏa đảo Vạn Tiên. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu như có thể bình yên vô sự vượt qua ải này, tình thế có thể trở lại trong tầm kiểm soát. Hai mắt Lý Phàm híp lại, trong lòng điều chỉnh kế hoạch ban đầu. Sau khi Lục Khê Thiền tiếp quản đảo Vạn Tiên, lần lượt có các tu sĩ áo đen tới đảo Vạn Tiên thông qua truyền tống trận. Trên người tràn ngập sát khí phát tán, được bố trí khắp nơi trên đảo để tuần tra giám thị. Còn các tu sĩ cũng được chia làm từng nhóm, dựa theo thứ tự tiếp nhận thẩm vấn. Người đầu tiên tiếp nhận điều tra đương nhiên chính là những người sống sót sau sự thay đổi bất thường trong diễn võ đường. Mà Lý Phàm lại là người khởi xướng sự việc lần này, cũng là mục tiêu đầu tiên tiếp nhận thẩm vấn. Cũng may người cần đối mặt không phải là Lục Khê Thiền. Nhưng dường như mơ hồ có thể nhận thấy được có tầm mắt như có như không rơi vào người mình, Lý Phàm cũng không hề lơ là. Sắc mặt trắng bệch, giả bộ như còn chưa hồi phục từ trong thương thế vừa rồi. Lý Phàm thành thật khai báo chuyện xảy ra lúc trước ở diễn võ đường. Sau khi thôi diễn ra câu nói ấy, ta đã bị thiên cơ phản phệ. Về phần, rốt cuộc Công Tôn trưởng lão nhìn thấy cái gì, vì sao có thể kích hoạt ánh sáng xanh lục đáng sợ kia, ta cũng không rõ lắm. Lý Phàm ho khan một tiếng, tỏ vẻ vô tội, đổ hết trách nhiệm lên đầu Công Tôn Khải Huyền. Ba vị tu sĩ phụ trách thẩm vấn hỏi thêm một số chi tiết rồi mới đưa Lý Phàm tới một gian phòng tối nhỏ sâu trong bố chính đường và giam giữ hắn. Lý Phàm cũng rất phối hợp từ đầu đến cuối. Trong căn phòng tối ngăn cách với thế giới bên ngoài, không cách nào biết được chuyện xảy ra trên đảo Vạn Tiên. Lý Phàm dứt khoát nhắm mắt tu hành, cùng lúc đó ở đảo Thái An. Phân thân Chu Thanh Ngang lặng lẽ rời khỏi đại trận hộ đảo, đi tới nơi hẹn gặp mặt người đá nứt. Thủ lĩnh, xảy ra chuyện lớn rồi. Không đợi đối phương đưa ra lời chất vấn, Lý Phàm đã đánh đòn phủ đầu. Hả? Hoảng cái gì? Từ từ nói. Mặt người mắng. Hình như trên đảo Vạn Tiên đã xảy ra biến cố lớn, từ lúc ban nãy đã mất hoàn toàn liên lạc với các tu sĩ trên đảo. Giọng điệu sợ hãi của Lý Phàm mang chút hưng phấn. Hơn nữa, trước khi đến, ta đã tìm hiểu một phen. Trước khi hòn đảo bị phong tỏa, có người nhìn thấy một hồng quang từ Trung ương Vạn Tiên Minh vượt châu đáp xuống đảo Vạn Tiên. Lần phong tỏa này chắc chắn có liên quan đến hồng quang. Lý Phàm luôn miệng nói, mặt người cũng bị tin tức bất thình lình này hù dọa. Yên lặng hồi lâu, dường như đang xác minh tính chính xác của tin tức. Qua một lúc, hắn có chút khiếp sợ nói, không ngờ lại là thật. Vạn Tiên Minh đang làm cái gì vậy? Chờ một chút. Hồng quang ấy, Lục Khê Thiền, giọng nói của mặt người đột nhiên tăng cao mấy độ. Thủ lĩnh, Lục Khê Thiền là ai? Lý Phàm lập tức giả bộ vô cùng tò mò hỏi. Thủ tịch sách trận đường Vạn Tiên Minh, đây chính là đại nhân vật chân chính khó lường. Sao nàng lại đến biển Tùng Vân? Trong giọng nói của mặt người có nghi hoặc và cả phấn khởi. Giống như sói đói gặp con mồi, hắn nhạy bén nhận thấy được trong sự việc này, nhất định có bí mật kinh thiên động địa nào đó. Nếu là có thể làm rõ ràng, thủ lĩnh, đây có phải là thời cơ tốt để chúng ta kiến công lập nghiệp không? Lý Phàm cũng làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, phối hợp hỏi. Không sai, nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân nàng đến biển Tùng Vân. Mặt người trầm giọng nói. Nhưng đảo Vạn Tiên bây giờ giống như chỉ cho vào không cho ra, ngay cả thông tin cũng bị phong tỏa. Muốn biết rõ tình hình bên trong thật sự có chút khó khăn, Lý Phàm nhíu mày, khổ não nói. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ ra cái gì, vẻ mặt phấn chấn nói, thủ lĩnh, ta có một ý tưởng non nớt. Ồ, nói thử xem.
Còn nhớ Hà Chính Hạo lần trước bán cho chúng ta để thi nhậm chức của Vạn Tiên Minh không? Nói không chừng hắn có biện pháp. Hà Chính Hạo, mặt ngươi trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Ngươi có thể thử ở bên hắn trước, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khác. Nếu có kết quả thì liên lạc lại. Nếu như hắn cũng không có cách gì, vậy ngươi lại ẩn núp lần nữa. Mặt ngươi nói với Lý Phàm. Hiểu rồi. Khi ánh sáng trên tảng đá vỡ biến mất, Lý Phàm cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đi đảo Lưu Ly uống chén trà với Hà Chính Hạo. Lý Phàm lại nhanh chóng trở về. Thủ lĩnh, có cách. Mặt người không ngờ hiệu suất làm việc của Chu Thanh Ngang lại nhanh như vậy, càng không ngờ Hà Chính Hạo lại có tin tức về đảo Vạn Tiên bị phong tỏa. Hắn nói như thế nào? Mặt người trầm giọng hỏi. Một lời nói giá 10 triệu độ cống hiến. Lý Phàm do dự một hồi, nhỏ giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 463, Ngũ Lão Hội vào cuộc. 10 triệu độ cống hiến, hắn điên rồi, mặt người thất thanh kêu lên. Nhưng ngay sau đó, mặt người một lần nữa bình tĩnh lại. Hừ, dạ dày của hắn thật đúng là càng lúc càng lớn. Nhưng hắn xác định chuyện xảy ra trên đảo Vạn Tiên đáng giá nhiều độ cống hiến đến vậy sao? Lý Phàm nhìn sắc mặt đối phương, lại cẩn thận bổ sung, hắn còn có điều kiện khác, đưa tiền trước trả hàng sau. Hơn nữa hắn còn nói, có muốn giao dịch hay không hoàn toàn phụ thuộc vào phía chúng ta, hắn không cưỡng cầu. Nhưng hắn dám cam đoan, giá trị của tin tức này tuyệt đối không chỉ có vậy. Hắn đã mạo hiểm tính mạng, hơn nữa nể tình chúng ta là khách quen nên mới đưa ra cái giá này. Nghe được điều kiện thái quá như vậy, mặt người không còn kích động như trước. Cẩn thận suy tư một phen, hắn nói, đây là chuyện quan trọng, ta đi xin chỉ thị trước. Ngươi ở chỗ này, không được đi lung tung. Dứt lời, quang ảnh trên tảng đá vỡ lập tức biến mất. Lý Phàm kiên nhẫn chờ đợi tại chỗ. Sau thời gian một nén nhang, mặt người lại xuất hiện. Đồng ý với hắn, hắn quả quyết nói, thủ lĩnh. Lần này Lý Phàm có chút khiếp sợ trước sự quyết đoán của đối phương. Hà Chính Hạo trước đó từng nói, rủi ro của lần giao dịch này thật sự quá lớn, hắn không tiện trực tiếp ra mặt, cần một đường trung chuyển. Nếu như chúng ta đồng ý giao dịch thì hãy đưa linh thạch tới hòn đảo này. Chỉ nói mình là người của Vạn Giới Liên Hợp Hội, phần còn lại không cần quan tâm. Chỉ cần đưa linh thạch cho đối phương là được. Lý Phàm đưa ra tọa độ của một hòn đảo, chính là hòn đảo của đám người Lý Thần Phong. Khi hắn xác định đã nhận được linh thạch thì mới giao tin tức cho chúng ta. Lý Phàm vội vàng nói, Vạn Giới Liên Hợp Hội là cái gì? Chẳng lẽ là... Mặt người dường như nhận ra được điều gì đó, đột nhiên trầm mặc. Chậm nhất là ngày kia, linh thạch sẽ được đưa tới. Ngươi hãy để mắt tới Hà Chính Hạo, đừng để hắn chạy. Mặt người dặn dò. Vâng, thủ lĩnh. Lý Phàm lập tức đồng ý. Đây chính là một canh bạc lớn. Nếu cược thắng, đương nhiên chúng ta lập được công lao lớn. Nếu cược thua, mặt người thì thào lẩm bẩm. Hiển nhiên số lượng lớn như thế, phương thức giao dịch lại không đáng tin, mặt người cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nhìn qua, cũng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Thủ lĩnh yên tâm đi. Căn cứ vào khoảng thời gian tiếp xúc với Hà Chính Hạo, ta cho rằng người này đáng tin cậy. Lý Phàm mở miệng nói, hy vọng là vậy, ngươi cứ đi đi. Sau khi kết thúc liên lạc, Lý Phàm lại vội vàng trở về đảo Thái An. Đồng thời thông qua sát cơ vô tướng, cảm nhận được tình hình bên Lý Thần Phong. Hai ngày sau, một tu sĩ mặc đồ đen làm theo phân phó, đi tới bầu trời phía trên hòn đảo nơi đế rồi nhìn xung quanh. Nữ tử áo xanh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người đối mặt với nhau, sắc mặt đều có chút nghiêm túc. Vẫn là tu sĩ áo đen dựa theo quy trình giao dịch, tự báo thân phận, ta là tu sĩ của Vạn Giới Liên Hợp Hội. Dứt lời, hắn ném một nhẫn chữ vật qua. Nữ tử mặc áo xanh tiếp nhận nhẫn chữ vật. Sau một hồi kiểm tra, đồng tử đột nhiên co rút lại. Ngươi, nàng đang muốn nói gì đó lại phát hiện đối phương vẫy tay, cứ như vậy mà rời đi. Bỏ lại nữ tử áo xanh đứng ngẩn ngơ tại chỗ với vẻ mặt không thể tin được. Thánh sư, Lý Thần Phong phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng phi thân tiến lên, tìm tòi đến cùng. Nữ tử áo xanh giao nhẫn chữ vật hắn. Sau khi Lý Thần Phong kiểm tra xong cũng rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Thánh sư, rốt cuộc là... Lý Thần Phong chỉ cảm thấy đầy khó hiểu. Xem ra,
Có vẻ lần này chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ. Nữ tử áo xanh cười khổ nói. Ngũ lão hội bên kia quả nhiên đủ giỏi giang, làm việc cũng không dây dưa dài dòng. Cảm nhận được giao dịch bên kia tiến hành thuận lợi, Lý Phàm không khỏi thầm khen một tiếng. Lập tức lên đường đi tới đảo Lưu Ly, lại tìm Hà Chính Hạo uống chén trà. Lý Phàm đi thẳng đến địa điểm hẹn gặp. Kích hoạt liên lạc với mặt người, Lý Phàm tỏ ra có chút mờ mịt và sợ hãi. Thông tin mà Hà Chính Hạo muốn truyền đạt là gì? Mặt người cũng không hàn huyên mà hỏi thẳng. Hắn đã lặng lẽ nói cho ta biết. Lý Phàm nhỏ giọng nói, chỉ một câu thôi. Ừm. Lý Phàm ấn lòng bàn tay lên tảng đá vỡ, tập trung ý niệm truyền lời nói qua. Thiên huyền tỏa linh, huyền hoàng quy, nhất thống. Mặt người rơi vào trong yên lặng tuyệt đối. Một lát sau, bên kia mơ hồ truyền đến tiếng động hỗn loạn, động tĩnh cực lớn. Giao dịch hoàn thành, ngươi tiếp tục ẩn núp. Nếu có tình huống đặc biệt, ta sẽ liên lạc lại với ngươi. Tuy đã vô cùng khắc chế, nhưng Lý Phàm vẫn nghe được một chút hoảng sợ từ trong bức vẽ của mặt người. Tảng đá vỡ hóa thành bột mịn, liên lạc bị gián đoạn. Chu Thanh Ngang vẫn tỏ ra bối rối trở về đảo Thái An. Mãi cho đến chỗ sâu không người trong đại trận hộ đảo, hắn mới khôi phục như thường. Có ngũ lão hội cản trở, đời này cho dù Vạn Tiên Minh muốn thành lập thiên huyền tỏa linh trận, e rằng cũng lực bất tòng tâm. Sự tình cụ thể sẽ phát triển như thế nào, còn phải quan sát một chút. Lý Phàm nheo hai mắt lại, lực chú ý trở về bên bản tôn trên đảo Vạn Tiên. Trải qua một thời gian điều tra, Lý Phàm được thả ra khỏi phòng tối nhỏ. Lời khai của hắn giống như các tu sĩ còn sống sót lúc đó, cũng không có gì bất thường. Tinh lực chủ yếu của Tiên Minh là đặt trên người Công Tôn Khải Huyền không rõ tung tích. Chính thôi diễn của hắn đã kích hoạt ánh sáng xanh lục đáng sợ kia. Tuy rằng Lý Phàm thôi diễn ra chút kết quả trước tiên, nhưng xét theo động tĩnh thực tế, hiển nhiên năng lực thôi diễn của Công Tôn Khải Huyền vượt trội hơn một bậc. Làm rõ ràng rốt cuộc hắn lúc ấy nhìn thấy cái gì đã trở thành chuyện quan trọng nhất lúc này. Đảo Vạn Tiên vẫn đang trong tình trạng phong tỏa. Tuy nhiên những tu sĩ tiếp nhận thẩm vấn có thể hoạt động tự do ở trên đảo sau khi ký kết hiệp nghị bảo mật hiệp nghị. Tuy rằng không thể đề cập cụ thể chuyện xảy ra ngày đó, nhưng năng lực thôi diễn thần kỳ của Lý Phàm đã được thể hiện vô cùng rõ ràng trong sự kiện giá cả Phổ Hiền Chân Diệp tăng vọt cùng với dị biến ở diễn võ đường. Kết quả là xung quanh Lý Phàm có thêm rất nhiều tu sĩ lôi kéo làm quen. Không thể tiến vào Thiên Huyền Kính, vì yên tĩnh, Lý Phàm đành phải đến Thiên Lý Đường để tránh né. Thiên Lý Đường vẫn chưa mở buôn bán kể từ ngày bị người chặn cửa, cửa lớn đóng chặt. Lý Phàm vẫn thông qua mật đạo lúc trước mới có thể trở về lần nữa. Tiến vào bên trong cửa hàng, Lý Phàm phát hiện tuy rằng Tiêu Tu Viễn ở bên trong. Nhưng vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt vô thần, mặc cho Lý Phàm gọi như thế nào, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng. Thật giống như trạng thái của khôi lỗi khi bị mất kiểm soát ở kiếp trước bởi vì hóa đạo thạch vỡ nát. Thậm chí lần này còn nghiêm trọng hơn vài phần. Lý Phàm cẩn thận quan sát một lát như có điều suy nghĩ. Hẳn là lệnh phong tỏa của Lục Khê Thiền khiến khôi lỗi và bản thể mất liên lạc. Thủ đoạn của thủ tịch sách trận đường quả nhiên không tầm thường. Nhưng mà nàng không ngờ trên đời còn có thần công như Kỳ Huyền Chân Linh Biến. Trong lòng Lý Phàm không khỏi có chút đắc ý. Dù sao cũng không có chuyện gì, bắt đầu đi dạo trong Thiên Lý Đường không người. Chương 464, Bất Huy Khôi Lỗi Đạo. Tiêu Tu Viễn thân hóa muôn vàn khôi lỗi, cứ thế đơn độc một mình chống đỡ tổ chức thương nghiệp khổng lồ Thiên Lý Đường trải rộng khắp nơi Vạn Tiên Minh. Trong các di tích, ở nơi hoang dã không một bóng người có thể đều sẽ có bóng dáng của hắn. Thậm chí có thể lấy lực lượng bản thân khuấy động mưa gió huyền hoàng giới. Rất có mùi lấy thương nhập đạo, nhưng vận mệnh của người này dường như không tốt lắm. Ngoài miệng nói chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn, nhưng nhìn từ những chuyện trải qua khi Lý Phàm tiếp xúc với hắn, Tiêu Tu Viễn làm mua bán lại hình như thường xuyên bị lỗ vốn. Bất kể là mới đầu khi kết bạn với hắn, hắn chữ hàng lượng lớn tàng hình phù, kết quả bởi vì ngũ hành đại động thiên dẫn tới giá tàng hình phù sụt giảm. Vẫn là sau đó vất vả khai quật ra được một ít dược vương đỉnh. Chỉ cần chờ đến khi Dược Vương Chân Đỉnh trở về, hắn chắc chắn có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Nhưng hắn lại giống như trời sinh không mệnh đó, sớm lấy giá rẻ bán ra những tiểu Dược Vương Đỉnh này. Có lẽ đúng là chưa từng lỗ vốn, chỉ là hình như mỗi lần đều lỡ mất dịp tốt khi cơ hội phát tài đến. Dù là đời trước cùng làm cái của cỏ linh vụ, cuối cùng cũng vì một tia tham niệm của hắn mà thu tay quá chậm,
Tài phú kếch xù tới tay nháy mắt biến thành hư ảo. Chỉ có đời này hắn mới thật sự thu lợi rỉnh túi. Cũng không biết trên người hắn có thể xảy ra biến hóa gì đó không. Lý Phàm vừa nghĩ vừa cẩn thận quan sát đồ vật Tiêu Tu Viễn bày trên kệ hàng, xem có thể lại tìm được vật phẩm linh tinh như tiểu dược vương đỉnh, kiếm món lời nho nhỏ được không. Đồ vật trên kệ hàng rất lộn xộn, các kiểu bùa chú, trận đồ, đan dược, cái gì cần có đều có. Lý Phàm cường điệu chú ý những nhìn qua vật phẩm phần lớn đều có chút niên đại. Phần lớn chúng nó tàn phá bất kham, tràn ngập dấu vết lịch sử. Tranh cuốn, đủ loại vật trang trí, pháp khí không biết tên nhưng đã hoàn toàn không có linh khí sót lại. Ánh mắt Lý Phàm đảo qua từng món, chợt dừng lại trên một bức cổ họa. Vẻ mặt trở nên có phần nghiêm trọng, Lý Phàm gỡ tranh cuốn xuống, từ từ mở ra. Không phải bản thân bức tranh này có chỗ nào đặc biệt, mà là nội dung trên tranh hấp dẫn sự chú ý của Lý Phàm. Trong tranh miêu tả một sơn môn hùng vĩ tráng lệ, thiên địa mênh mông một màu, hơn 10 tu sĩ đứng trên mây chỉ về phía xa. Trong biển mây, quần thể kiến trúc nguy nga trên đỉnh núi như ẩn như hiện. Loan điểu, giao long, đủ loại dị thú qua lại không ngớt giữa núi. Trên quảng trường dưới chân núi, hàng trăm hàng ngàn đệ tử trẻ tuổi trẻ con chưa thoát đứng đó. Bọn họ ngửa đầu nhìn các tu sĩ trên bầu trời, trên khuôn mặt tràn đầy hưng phấn và hâm mộ. Quả thực là một tình cảnh tông môn phồn thịnh hướng vinh. Nhưng Lý Phàm đã từng nhìn thấy tông môn này, hơn nữa có thể nói là khác một trời một vực với cảnh tượng phồn vinh trong tranh. Thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông, sơn môn rách nát, phế tích đầy đất. Đúng là cảnh tượng lúc trước khi hắn đại huyền, sau khi sương mù dày đặc trong Khư Uyên tan đi, hắn đã nhìn thấy ở đáy vực sâu. Trên vách đá treo leo khắc bốn chữ tiên đạo vong rồi, lúc ấy đã chấn động sâu sắc đến Lý Phàm khi đó. Hiện tại Lý Phàm đã biết, đây hẳn là hiện trường thảm án sau khi đệ tử tông môn tàn sát lẫn nhau khi đại kiếp, pháp môn không thể đồng tu buông xuống. Đây rốt cuộc là tông môn nào? Vì sao lúc trước ta lại nhìn thấy nơi này? Phải biết rằng, cảnh mỗi người nhìn thấy từ đáy Khư Uyên cảnh đều không giống nhau. Lý Phàm có thể nhìn thấy tông môn đổ nát này có lẽ chỉ là vì trùng hợp nào đó. Nhưng Lý Phàm lại cho rằng, trong đó có thể có tồn tại nào đó chỉ dẫn. Cẩn thận thu, hồi tranh cuốn, sau khi đi dạo một vòng mà không phát hiện thêm được đồ vật gì có giá trị. Lý Phàm đi tới bên cạnh Tiêu Tu Viễn. Tiêu đạo hữu, Tiêu đạo hữu. Lý Phàm gọi tượng trưng mấy câu, thấy hắn vẫn không có phản ứng bèn vươn tay sờ soạng trên người hắn. Không phải hắn có đam mê đặc biệt gì, mà là vì muốn nhân cơ hội hiếm có này nghiên cứu vạn thiên khôi lỗi đạo của Tiêu Tu Viễn. Tuy kỳ huyền chân linh biến đã là một môn thần công kinh thế hãi tục, nhưng vẫn có một vài khuyết điểm nho nhỏ. Nó thoát thai từ thâu thiên hoán nhật quyết, chỉ có thể tồn tại đồng thời một phân thân, thực sự là hơi tiếc. Nếu có thể tổng hợp vạn thiên khôi lỗi đạo, lại tiến thêm một bước, muôn vàn hóa thân, thật giả khó phân. Cùng lúc suy nghĩ viển vông trong đầu, động tác trên tay Lý Phàm cũng hề ngừng lại. Gần như hoàn toàn giống chân nhân, dù là dùng thần thức xuyên thấu cảm ứng cũng khó mà phát hiện chỗ khác nhau. Hạch tâm khống chế dường như là ở não bộ, là màu lam giống như quang mang của hóa đạo thạch. Ta đã từng thấy cảnh sau khi khôi lỗi chết, màu khô vàng như gỗ mục. Chẳng lẽ những hóa thân khôi lỗi của Tiêu Tu Viễn đều là dùng loại gỗ nào đó chế tạo? Lý Phàm không ngừng nhìn trái nhìn phải khôi lỗi trước mặt, kết hợp với sở học của mình, dốc lòng cảm ngộ, cảm thấy bản thân mơ hồ đạt được gì đó. Lúc hắn đang âm thầm vui mừng lại đột nhiên phát hiện mí mắt Tiêu Tu Viễn run nhẹ mấy cái. Trong lòng nhảy dựng, Lý Phàm thoáng chốc rời xa. Một lúc sau bèn phát hiện ánh mắt vốn không ánh sáng của Tiêu Tu Viễn một lần nữa trở nên linh động. Tiêu đạo hữu, ngươi tỉnh rồi. Lý Phàm giả vờ vô cùng quan tâm hỏi. Hở, Lý Phàm đạo hữu, sao ngươi lại ở đây? Tiêu Tu Viễn có phần nghi hoặc quan sát Lý Phàm. Lý Phàm vốn định kể lại từ đầu đến cuối chuyện sau khi tiếp thu điều tra sau, chỉ tiếc đã ký vào hiệp nghị bảo mật, có miệng khó nói. Chỉ đành lui mà cầu tiếp theo, nói với Tiêu Tu Viễn là bản thân vì tránh né đám người vây quanh nên mới tới nơi này trốn tránh. Ta phát hiện được sau khi Lục Khê Thiền tới không lâu thì mất liên hệ với khôi lỗi này. Lúc ấy biết ngay là đã xảy ra chuyện lớn, quả nhiên như thế. Hiệp nghị bảo mật à? Tiêu Tu Viễn đưa mắt quan sát Lý Phàm, đoán được nguyên nhân hắn tránh không nói. Khó trách bên Châu Thiên Quyền, Thiên Vũ dường như cũng có chút không yên ổn. Tiêu Tu Viễn híp mắt, đang muốn suy nghĩ sâu hơn lại vô tình quét qua cửa hàng nhà mình,
tức thì sắc mặt đại biến. Lắc mình đến trước kệ hàng, hắn kiểm tra lại một lượt, thất thanh nói, sao giống như bị thiếu mất một bức tranh nhỉ? Đây là ta cực khổ vất vả đào ra từ trong một đống rác rưởi đó. Lý Phàm đang muốn nói tranh ở chỗ mình. Lại ngạc nhiên phát hiện, khôi lỗi trước mặt vậy mà bùm một tiếng, bị nổ tung chia năm xẻ bảy. May mà không phải huyết nhục tứ tung mà là vụn gỗ đầy trời. Tiêu đạo hữu, Lý Phàm nhất thời cũng bị biến cố này làm sợ ngây người. Ta không sao. Trong phút chốc, lại một khôi lỗi khác từ dưới quầy chui ra. Mặt đầy đen đủi, hắn lấy chổi ra dọn dẹp hiện trường. Vừa rồi là chuyện thế nào vậy? Lý Phàm không nhịn được tò mò hỏi. Làm mua bán lỗ vốn, cho nên khó mà duy trì tiếp tục nữa. Tiêu Tu Viễn không giải thích nhiều, chỉ lắc đầu thở dài. Thật kỳ lạ, bức tranh đang yên đang lành sao lại không thấy đâu. Ai gan lớn như vậy, dám trộm đến trên đầu ta. Dọn dẹp xong, Tiêu Tu Viễn sờ cằm, phẫn nộ nói. Ặc, Tiêu đạo hữu, vừa nãy đã quên nói với ngươi. Lúc ngươi mất đi ý thức, ta thấy bức tranh đó không tệ nên thuận tay lấy đi. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Lý Phàm nói thế. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 465, vốn là người ứng kiếp. Trong Thiên Lý Đường lúc nhất thời rơi vào trong yên tĩnh quỷ dị, Tiêu Tu Viễn dùng ánh mắt khó tin nhìn Lý Phàm, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Đừng dùng vẻ mặt này nhìn ta, vốn dĩ ta muốn trả tiền, nhưng mà ta kêu ngươi thế nào ngươi cũng không phản ứng. Lý Phàm nhún vai, mà chờ ngươi tỉnh lại, ta còn chưa kịp nói gì thì chính ngươi đã nổ trước. Chuyện này có thể trách ta chắc. Tiêu Tu Viễn nhìn vẻ mặt tràn đầy vô tội của Lý Phàm, da mặt giật giật. Ngẫm nghĩ, đối phương cũng không giống như loại người không hỏi mà đã lấy, chỉ đành ra vẻ hào phóng mà nói, bỏ đi, chẳng qua một khôi lỗi thôi, nổ thì nổ. Khôi lỗi của ta còn rất nhiều. Tiêu đạo hữu hào phóng, Lý Phàm vỗ tay khen ngợi. Ta nhớ cảnh trên tranh miêu tả hẳn là Thiên Kiếm Tông thời kỳ thượng cổ. Lẽ nào Lý đạo hữu thấy vật nhớ tình, nhớ lại chuyện xưa năm đó? Đúng lúc này, Tiêu Tu Viễn chợt đưa mắt nhìn Lý Phàm, khó hiểu hỏi. Lý Phàm nhìn Tiêu Tu Viễn, suy nghĩ trong đầu xoay nhanh. Một lúc sau, Lý Phàm lắc đầu, giọng điệu nghi hoặc, Thiên Kiếm Tông. Đạo hữu nhất định nhầm rồi, tuy ta đã ngủ say mấy ngàn năm, đánh mất một phần ký ức. Song hai tấm bia đá dừng bước, dừng mác trước sơn môn Thiên Kiếm Tông, ta vẫn còn chút ấn tượng. Tông môn trong tranh này thoạt nhìn không quá giống. Tiêu Tu Viễn một phách đầu, ha ha, coi trí nhớ của ta này, có thể là mới tổn thất một khôi lỗi dẫn tới ký ức xuất hiện hỗn loạn. Thái Thượng Tông, hẳn là Thái Thượng Tông, Tiêu Tu Viễn nói lại. Thái Thượng Tông, Lý Phàm híp mắt, giống như đang nhớ lại gì đó. Một lát sau, hắn chậm rãi lắc đầu, không đúng. Năm đó ta từng bái phỏng Thái Thượng Tông. 33 ngọn núi nổi trong tông cũng đâu giống cảnh sắc trong tranh. Lý Phàm có phần hoài nghi nhìn Tiêu Tu Viễn, Tiêu đạo hữu, người. Tiêu Tu Viễn cười trừ mấy tiếng, vội vàng nói, lại nhớ nhầm. Ặc, để ta nghĩ lại, hẳn là Độ Ách Tông. Lần này tuyệt đối không sai được, hắn thề son sắt nói. Độ Ách Tông, trong lòng Lý Phàm chợt động, hai lần cố ý thăm dò của Tiêu Tu Viễn đều thất bại, lúc này nói ra Độ Ách Tông hẳn không phải giả. Đời trước ở bên ngoài ngũ hành đại động thiên, lúc ngũ hành quy nhất, Lý Phàm đã từng thấy thần cảnh thời gian của một đôi sư đồ Độ Ách Tông. Hơn nữa khi đó, trong một chúng tu sĩ trên thuyền Độ Trần chỉ có bản thân có thể nhìn thấy. Vốn dĩ Lý Phàm cho rằng chỉ là thần hồn của mình kiên cường dẻo dai, khác với người thường. Nhưng nếu cảnh hắn nhìn thấy ở dưới Khư Uyên trước đây cũng đến từ Độ Ách Tông. Lý Phàm lại nhớ, lúc trước ở bên cạnh Khư Uyên, lúc mình nhìn xuống đáy vực nơi xa đã từng bị lực lượng của Khư Uyên mê hoặc trong phút chốc. Suýt nữa đánh mất lý trí, làm ra hành động tìm đường chết hoàn chân chưa hoàn thành nạp năng lượng lại muốn khám phá Khư Uyên. Mà ở ngay thời khắc nguy cơ, dưới đáy Khư Uyên bỗng sáng ngời chói lóa. Bốn chữ tiên đạo vong rồi đập vào mắt khiến hắn khôi phục bình thường. Có thể nói là cứu hắn một mạng. Xem ra Độ Ách Tông này có thiên ti vạn lũ liên hệ với ta. Kỳ quái. Suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại những gì đã trải qua trước kia, Lý Phàm cũng chưa thể tìm được nguyên nhân sinh ra liên hệ. Độ Ách Tông. Chỉ nghe tên, nhưng hình như ta chưa từng đi. Tiêu đạo hữu ngươi biết bao nhiêu về Độ Ách Tông này?
Lý Phàm hỏi ngược lại Tiêu Tu Viễn. Không biết vì sao ta lại cảm thấy quen thuộc cảnh sắc trong Độ Ách Tông này. Lẽ nào là ký ức của ta cũng sinh ra hỗn loạn? Trên mặt Lý Phàm lộ ra biểu cảm nghi hoặc. Tiêu Tu Viễn coi nhẹ Khôi Hài trong lời Lý Phàm, có hơi ngạc nhiên nói, quả nhiên là vậy. Vậy đúng là thật là khó lường. Ồ, chỉ giáo cho. Lý Phàm vội vàng hỏi. Đạo hữu rất có thể là người ứng kiếp mà tu sĩ Độ Ách Tông lưu lại trong bức tranh này. Vẻ mặt Tiêu Tu Viễn trịnh trọng nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm trở nên sâu xa. Người ứng kiếp. Trong miệng Lý Phàm lẩm nhẩm mấy lần từ này, cái này giải thích thế nào? Tông như tên, tu sĩ Độ Ách Tông lấy Độ Ách làm quân lương tu hành. Công pháp vĩnh kiếp hàng thế của bọn họ là phải hấp thu lực lượng từ trong đủ loại tai ách. Mỗi lần vượt qua một trận tai ách, thực lực của bọn họ sẽ đạt được tăng vọt về chất. Tai ách càng mạnh, lực lượng phản hồi sau khi thành công vượt qua đạt được cũng càng nhiều. Nhưng trái lại, lần thăng cấp tiếp theo cũng cùng tai ách nguy hiểm hơn làm. Mục tiêu, nhưng tai ách trên thế gian nhiều không đếm xuể. Cho dù là thiên địa đều có khả năng tan biến trong kiếp nạn. Tu sĩ Độ Ách Tông nào lại có nắm chắc vạn toàn có thể vượt qua chứ? Sau khi nhận thấy bản thân có thể không cách nào tồn tại trong tai ách lần sau, bọn họ sẽ sử dụng bí pháp, tạm thời ẩn trong thiên địa. Đồng thời để lại đủ loại thủ đoạn, chờ đợi, cảm ứng người có thể giải quyết trận tai ách này xuất hiện. Loại người này cũng là cái gọi là người ứng kiếp. Tiêu Tu Viễn chậm rãi giải thích cho Lý Phàm. Lý Phàm nghe vậy, cau chặt mày, còn có công pháp như thế. Nếu nói như vậy, chẳng phải ta đã bị tu sĩ Độ Ách Tông nào đó theo dõi rồi. Tiêu đạo hữu có cách phá giải không? Tiêu Tu Viễn xua tay, đừng căng như vậy. Mấy ngàn năm qua đi, ai biết tu sĩ Độ Ách Tông để lại bức tranh này khi đó còn ở đây không? Huống chi cho dù hắn còn đây, đạo hữu cũng không cần lo lắng điều gì. Đối phương muốn Độ Ách còn phải hoàn toàn dựa vào ngươi đó. Trước khi vượt qua tai ách, hắn tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Mà nếu đạo hữu giúp hắn vượt qua tai ách, vậy đối phương sẽ thiếu ngươi nhân tình rất rất lớn. Đến thời điểm, hắn cũng nhất định phải trả lại ân này. Đây cũng là quy củ Độ Ách Tông một mực lưu truyền xuống. Nếu không ai còn sẽ chơi loại mánh lới này với bọn họ. Còn nữa, ngươi nghĩ lại xem. Tai ách đối phương cũng không thể vượt qua, ngươi lại có thể phá giải. Sợ là đến lúc đó thì thực lực của ngươi đã trên đối phương rồi. Không đi kiếm chuyện với đối phương, hắn đã nên thắp nhang cảm tạ. Nào còn dám gây khó dễ cho ngươi. Đối với lo lắng của Lý Phàm, Tiêu Tu Viễn không cho là đúng, trái lại một lần nữa rất có hứng thú đánh giá Lý Phàm. Lý Phàm đạo hữu có thể được tu sĩ Độ Ách Tông cảm ứng là người ứng kiếp, tương lai của ngươi thật sự không thể hạn lượng. Qua những lời của Tiêu Tu Viễn, trong lòng Lý Phàm an tâm hơn phần nào. Nhưng cuối cùng trong lòng vẫn có một cây gai. Nhìn từ chuyện đối phương tương trợ ở Khư Uyên lúc trước, tu sĩ Độ Ách Tông này chắc chắn còn tồn tại trên đời. Tuy rằng không đến mức thời khắc có thể giám thị nhất cử nhất động của Lý Phàm, nhưng nhìn trộm thời gian dài nói không chừng sẽ phát hiện được gì đó. Xem ra phải tìm cơ hội giải quyết nỗi lo ngầm này, Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đạo hữu đúng là học thức uyên bác, ngay cả bí ẩn của những tông môn thượng cổ này đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bội phục, phải rồi, bức tranh này bao nhiêu độ cống hiến, ta mua. Cũng không thể để đạo hữu làm mua bán lỗ vốn được. Cùng lúc suy nghĩ trong lòng, động tác của Lý Phàm lại không mảy may nhìn ra dị thường, hắn nói với Tiêu Tu Viễn. Chương 466, giống như cố nhân đến. Vẻ mặt Tiêu Tu Viễn vui vẻ, phong cách làm việc của đạo hữu rất hợp ý ta. Cái gọi là thân huynh đệ, tính sổ rõ. Tuy trước đó người đã dùng kế giúp ta thu lợi mấy trăm triệu, nhưng quy củ lại không thể phá. Trầm ngâm một lát, Tiêu Tu Viễn nói, giảm giá cho ngươi, chuyển cho ta 200 điểm độ cống hiến là được. Lý Phàm thản nhiên cười, Tiêu đạo hữu khách khí. Thứ Tiêu Tu Viễn để ý tự nhiên không phải độ cống hiến gì đó mà là hoàn thành lưu trình giao dịch cần. Ngay sau đó Lý Phàm cũng không rối rắm, trực tiếp chuyển qua 200 điểm độ cống hiến. Giao dịch hoàn thành, Lý Phàm mơ hồ nhận thấy được, trên người Khôi Lỗi trước mặt dường như nhiều ra một vài biến hóa nói không rõ, kể không ràng. Loại hiện tượng này trước kia chưa bao giờ xuất hiện. Trong lòng Lý Phàm chợt động, không khỏi hiện ra phỏng đoán nào đó. Bởi vậy lên tiếng hỏi, Tiêu đạo hữu, lẽ nào ngươi sắp đột phá rồi? Tiêu Tu Viễn có chút kinh ngạc, giống như không nghĩ tới lại sẽ bị Lý Phàm kim đan kỳ nhìn ra manh mối.
ánh mắt đạo hữu thật tốt, Thiên Cơ Tông thượng cổ quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi cảm thán một phen, hắn bèn gật đầu nói, đúng là như thế. Nhưng công pháp ta tu luyện đặc biệt, cái ta gọi là đột phá và đột phá ở cảnh giới bình thường là hai chuyện khác nhau. Cụ thể ra sao lại không tiện nói tỉ mỉ. Xin đạo hữu thứ lỗi, Tiêu Tu Viễn ít thấy mang vẻ áy náy nói. Lý Phàm gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Nhưng Tiêu Tu Viễn ta cũng tuyệt đối không phải người tri ân không báo, ta nhờ phúc của đạo hữu kiếm lời rất nhiều. Nếu đạo hữu ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói với ta, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Tiêu Tu Viễn hào khí lan tràn, vỗ ngực nói. Lại nói tiếp, vừa khéo ta có một chuyện cần làm phiền đạo hữu. Đạo hữu có biết Dược Vương Tông thượng cổ? Lý Phàm ngay sau đó nhân cơ hội đưa ra việc nhờ hắn hỗ trợ khai quật tiểu Dược Vương đỉnh. Ta có dự cảm, mấy chiếc đỉnh nhỏ này sau này sẽ liên lụy rất nhiều nhân quả, chuyện liên quan trọng đại. Chỉ là nơi cũ của Dược Vương Tông lại là nơi có thể sẽ có nguy hiểm chí mạng với ta, ta không tiện tự mình đi được, vì vậy chỉ có thể làm phiền đạo hữu. Tiêu Tu Viễn đồng ý ngay. Đúng rồi, ngày đó sau khi Lục Thủ Tịch tới đảo Vạn Tiên thì không còn thấy tung tích của nàng nữa. Đạo hữu tin tức linh thông, cũng tiện giúp ta tìm hiểu thế nào. Dẫu sao cũng là người tự trải sự việc, ta vẫn rất muốn biết ảnh hưởng chuyện này sinh ra đối với Vạn Tiên Minh. Vì sự tồn tại của hiệp nghị bảo mật, Lý Phàm chỉ có thể nói khéo. Tiêu Tu Viễn cũng đồng ý liên hồi. Cảm tạ Tiêu Tu Viễn, hai người lại tán gẫu một phen. Chờ tu sĩ vây chặn Lý Phàm bên ngoài dần tan đi, hắn mới lặng lẽ rời khỏi Thiên Lý Đường. Phong tỏa của Lục Khê Thiền đối với đảo Vạn Tiên đã được hủy bỏ, hiện tại tu sĩ có thể tự do hành động. Cũng không biết rốt cuộc nàng đã tra được gì, tóm lại nghe nói ngay cả hai tiên quân hóa thần Tử Vân, Hồng Hy cũng bị điều động về tổng bộ Vạn Tiên Minh. Cùng lúc đó, tu sĩ khứu giác nhạy bén cũng chú ý tới từng điều lệnh cực kỳ không bình thường ban bố sau đó. Thiên Cơ Đường, Sách Trận Đường, phàm là các tu sĩ tu vi Nguyên Anh trở lên đều bị lục tục gọi đến tổng bộ Vạn Tiên Minh. Thế trận lớn như vậy, đây là muốn nghiên cứu, xây dựng ra Thiên Huyền Tỏa Linh trận sớm à? Hy vọng bên Ngũ Lão hội cố gắng hơn nữa, ta không muốn đời này lại nhìn thấy bầu trời xanh mơn mởn đâu. Trong lòng Lý Phàm thầm nghĩ như thế. Trong thời gian chờ Tiêu Tu Viễn thăm dò báo lại tin tức, Lý Phàm lại lặng lẽ một mình rời đảo Vạn Tiên, biến ảo thành hình dáng sứ giả Vạn Giới Liên Hợp Hội, đi thẳng đến hòn đảo chỗ đám người đế quốc. Hắn không quên 1.000 vạn độ cống hiến của Ngũ Lão hội còn ở trong tay đối phương. 1.000 vạn độ cống hiến này tuy đều là lấy hình thức linh thạch chế thức tồn tại, có thể tùy thời đổi thành độ cống hiến của bản thân trong Thiên Huyền Kính. Chỉ có điều không thể so với trước kia, ngạch số này quá lớn, lại còn không rõ lai lịch. Nếu là một mình Lý Phàm đổi, nói không chừng sẽ khiến cho tu sĩ liên quan cảnh giác. Đặc biệt là dưới tình huống đã đổi 500 vạn độ cống hiến vào lần trước. Suy cho cùng yêu cầu đổi kỹ thuật khống chế dị thú từ bên đế quốc không bằng trực tiếp đưa củ khoai lang phỏng tay cho bọn họ. Số lượng kẻ trộm pháp nhập cư trái phép từ đế quốc không ít, tin chắc hẳn có thể rất dễ dàng tẩy trắng độ cống hiến kếch xù đến từ Ngũ Lão hội này. Một đường đi nhanh, rất nhanh đã tới trên không hòn đảo. Cảm ứng được Lý Phàm đến, Thanh cũng lắc mình, tiến lên nghênh đón. So với thái độ lạnh như băng trước đó thì khách khí hơn rất nhiều. Xem ra là bất kể ở thời đại nào, lực lượng tiền tài luôn vượt quá tưởng tượng. Thế nào, đạo hữu có hài lòng với lễ vật của Vạn Giới Liên Hiệp Hội bọn ta không? Lý Phàm mỉm cười hỏi. Ha ha, đâu chỉ hài lòng. Quả thực còn có chút hoảng sợ. Thanh đưa Lý Phàm đến trong mật thất. 1.000 vạn độ cống hiến, đạo hữu quả thật là bút tích thật lớn. Nhưng vì sao lại đột nhiên phái người đưa tới? Không phải nói trước là lúc gặp mặt lần sau lại giao dịch à? Nếu không phải đối phương tự báo thân phận, ta đều không nhịn được muốn động thủ. Trong giọng nói của Thanh mang theo một tia ý cười, đồng thời có phần nghi hoặc hỏi. Lý Phàm lắc đầu, xảy ra một số biến cố, khoảng thời gian sau này, Vạn Tiên Minh có thể sẽ tăng mạnh cường độ quản giáo trong cảnh. Cho nên giao dịch của chúng ta phải hoàn thành nhanh chút. Trước đó ta chậm chạp không tới là vì tìm kiếm một điểm dừng chân thay các ngươi. Nói tới đây, Lý Phàm cố ý ngậm miệng, ngừng lại. Tin rằng bọn ta đã bày tỏ đủ thành ý. Kế tiếp phải xem đế quốc các ngươi nghĩ thế nào. Lý Phàm uống cạn một ly trà nhỏ Thanh chuẩn bị cho mình, chậm chậm nói. Ồ, trà này khá ngon đấy. Nước trà màu xanh ra trời vào bụng, Lý Phàm hơi kinh ngạc nói. Khác với linh trà Lý Phàm uống trước kia,
không có ích gì cho mấy thứ như tu vi, linh lực, thần thức. Chỉ cảm thấy từng luồng nhiệt lưu từ tứ chi bách mạch chảy xuôi mà ra, cải thiện, cường hóa thân thể Lý Phàm. Lý Phàm tu hành tạo hóa hồng lô công tự nhiên vô cùng quen thuộc với thứ này. Vậy mà cực kỳ tương tự với lực mật tàng nhân thể. Đây là trà cực linh long tu, nếu đạo hữu thích thì tặng ngươi một ít. Thanh cười nói, sau khi giao một chiếc nhẫn chữ vật cho Lý Phàm, Thanh chỉnh lại vẻ mặt. Vừa rồi là việc tư, chuyện muốn nói kế tiếp là hạng mục giao dịch giữa đế quốc và vạn, giới liên hiệp hội. Bọn ta cho rằng liên hiệp hội quả thực có ý giúp đế quốc. Vì vậy đế quốc có qua có lại, tuyệt đối tăng cường mức độ hợp tác. Đầu tiên, đây là phần đầu tiên của giao dịch. Thanh nói, lại đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật tạo hình độc đáo. Trên nhẫn điêu khắc một con thanh loan điểu, rất sống động, đôi mắt còn đang không ngừng chuyển động. Lý Phàm nhìn thanh loan điểu trên nhẫn chữ vật, cảm thấy hơi quen mắt. Nhưng loài chim trong thiên hạ đại khái đều cực kỳ tương tự. Cho nên trong lúc nhất thời hắn cũng không dám kết luận. Chỉ nhận lấy nó, cẩn thận xem xét nội dung trong đó. Không nghĩ tới thần thức bị cản trở, xem xét thất bại. Mãi đến khi thanh loan điểu lười biếng nhìn Lý Phàm, đập cánh. Lúc này Lý Phàm mới thấy rõ nội dung bên trong. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 467, Ba Chí Bảo của Đế Quốc. Trong không gian chữ vật dài 10 trượng, rộng 4 trượng, cao 3 trượng bày từng hàng giá gỗ đỏ. Trên giá phân loại chất đầy đồ vật tương tự như thư tịch. Ý niệm Lý Phàm chợt động, lấy ra một quyển trong đó. Cầm trong tay quan sát một lúc, Lý Phàm phát hiện cái gọi là thư tịch này vậy mà là sống. Tuy nó không hề nhúc nhích nhưng là Lý Phàm lại nhạy bén nhận ra khí tức độc hữu của sinh linh trên người nó. Lý Phàm hiểu ra ngay, lúc chúng nó trong nhẫn chữ vật là đang ở một loại trạng thái ngủ say tương tự như tử vong. Nhưng một khi rời khỏi nhẫn chữ vật, tiếp xúc với bên ngoài thì sẽ khôi phục sinh cơ một lần nữa. Mở ra thư tịch, từng luồng ánh sáng từ trên thư tịch bắn ra, hội tụ trên không. Trong quang cảnh tràn ngập rất nhiều chữ nhỏ và tranh vẽ chi chít. Đúng là văn tự thông dụng của huyền hoàng giới, Lý Phàm cẩn thận phân biệt, phát hiện trên này ghi lại tư liệu liên quan đến dị thú ám cổ đường lang. Từ kết cấu thân thể, đến tập tính sinh hoạt, lại đến giá trị cụ thể mỗi bộ phận trên người ám cổ đường lang cùng với phương pháp đào tạo sinh sản nó. Cái gì cần có đều có thể nói là sách bách khoa toàn năng. Lý Phàm lại lật qua một trang, ánh sáng biến ảo, lần nữa ngưng tụ. Lần này xuất hiện đủ loại tư liệu về dị thú mặc thần ngư. Lý Phàm lại đổi sách khác, phát hiện bên trong cũng ghi lại thông tin về các dị thú khác nhau. Ở thế giới của bọn ta có một loại dị thú tên là thư trùng, chúng nó lấy cắn nuốt văn tự và hình ảnh mà sống. Sau khi thông qua thủ đoạn đặc biệt chế tác chúng nó thành thư tịch thì có thể phục hiện văn tự, hình ảnh chúng nó đã từng ăn, từ đó thực hiện tồn trữ số liệu quy mô lớn. Thanh giải thích cho Lý Phàm, trong nhẫn chữ vật này chứa nghiên cứu tổng kết đối với dị thú của đế quốc trong mấy ngàn năm qua. Trong này có thể nói là bao hàm thông tin của tất cả dị thú trong thế giới bọn ta, đương nhiên ngoại trừ tư liệu của số ít mấy loại dị thú cần chờ đến thời khắc giao dịch cuối cùng lại bổ sung đủ. Lý Phàm chậm rãi gật đầu, lại lần lượt xem qua mấy quyển, lúc này mới nghiêm túc thu hồi nhẫn chữ vật. Chỉ có tư liệu cũng vô dụng, còn cần thực thể phối hợp. Đây là nội dung phần thứ hai giao dịch của đế quốc. Thanh lấy ra một hộp gỗ hình vuông màu đỏ đưa cho Lý Phàm. Thần thức hơi cảm ứng, Lý Phàm bèn biết được cách dùng của hộp gỗ trước mặt. Nhìn như chỉ lớn bằng bàn tay nhưng bên trong lại bị phân cách vô số không gian khác nhau. Trong mỗi không gian đều tồn tại 10 con dị thú chủng loại tương đồng. Chúng nó dường như đã bị đóng băng, tất cả đều đang bất động. Lý Phàm tự nhiên có thể nhìn ra, lúc này những dị thú này vẫn còn bảo lưu triệu chứng sinh mệnh. Ngoại trừ dị thú thể thành niên, Lý Phàm còn phát hiện số lượng đông đảo thể ấu niên đang ngủ say trong không gian. Phôi thai, trứng hoặc là ấu thể rất nhỏ. Đây là phong sinh bảo hạp, bên trong chứa dị thú tương ứng với tư liệu trong nhẫn chữ vật đầu tiên. Vẻ mặt Thanh lộ ra một tia ngạo nghễ, có hai chiếc nhẫn chữ vật này, chỉ cần tìm được hoàn cảnh thích hợp là có thể một lần nữa thực hiện bồi dưỡng dị thú quy mô lớn. Nếu đưa vào đủ tài nguyên, phục hiện thịnh cảnh đế quốc hôm nay cũng không phải việc gì khó. Lý Phàm thu hồi phong sinh bảo hạp, hài lòng nói, có nội dung trong hai chiếc nhẫn chữ vật này ta cũng có thể báo cáo kết quả công tác với tổ chức rồi.
Chỉ là, Lý Phàm chuyển chủ đề, mấy thứ ngươi cho tuy giá trị đúng là rất cao, nhưng tác dụng đối với tăng lên chiến lực thực tế lại không phải quá lớn. Vạn giới liên hiệp hội bọn ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể cung cấp một số giúp đỡ kỹ thuật có trợ giúp nhất định trong quá trình chiến đấu tại huyền hoàng giới. Ví dụ như mấy loại giống như áo giáp thú hóa vị tiểu huynh đệ này đã từng bày ra lúc trước. Lý Phàm chỉ vào Lý Thần Phong, ánh mắt sáng quắc nhìn Thanh. Thanh thản nhiên cười, nói, sớm biết lần này các ngươi hào phóng như thế là đã dòm ngó thứ này mà. Vừa hay là phần thứ ba giao dịch chúng ta, cũng là một phần nội dung cuối cùng cho đến hiện tại. Thanh vươn tay phải, một hạt châu hình tròn đỏ như máu, không ngừng nhảy lên lập tức hiện ra trên tay. Đây là thú hồn châu. Cho dù là một phàm nhân bình thường chỉ cần có thể thừa nhận hồn dị thú phong ấn trong này thì có thể hấp thu nó, gọi ra thú thần giáp, bộc phát ra chiến lực cùng cấp với dị thú. Thanh lại giao ra một chiếc nhẫn chữ vật. Lần này bên trên lại không có khắc đồ án đặc biệt gì, chỉ là nhẫn bình thường. Trong này là 1.000 thú hồn châu, trong đó 500 viên phong ấn dị thú tương đương chiến lực tu sĩ trúc cơ kỳ, 490 viên khác phong ấn dị thú tương đương chiến lực kim đan, 9 viên còn lại trong đó thì phong ấn hồn của xích huyền kình thực lực tương đương tu sĩ Nguyên Anh. Còn viên cuối cùng, Thanh do dự một lúc, vẫn nói là đế quốc rút ra tinh phách của cửu đầu thần điểu chế tác mà thành. Nói về mặt lý thuyết thì có thể kích phát ra thú thần giáp tương đương tu sĩ hóa thần. Nhưng mà cửu đầu điểu thiên tính hung hãn, cho dù sau khi chết mấy ngàn năm nhưng lệ khí vẫn không tiêu. Tuy rằng đế quốc đã thành công lấy nó làm nguyên vật liệu, chế tạo ra mấy viên thú hồn châu, nhưng cho đến hiện tại lại không có ai có thể thành công sống sót trong quá trình luyện hóa. Không phải đã điên cũng là đã chết. Nếu liên hiệp hội muốn thử, tốt nhất nên chọn lựa hạng người ý chí cứng cỏi. Phải rồi, lực lượng dị thú và linh lực tu sĩ tương hướng. Tu vi càng cao, lực cản khi muốn luyện hóa thú hồn châu phải chịu cũng càng lớn. Nếu muốn phát huy uy lực của nó đến cực hạn, vẫn nên cố gắng dùng trên người phàm nhân tổn túy mới tốt. Thanh lại bổ sung thêm, rất tốt. Trên mặt Lý Phàm lộ ra một tia vui mừng. Vạn giới liên hiệp hội bọn ta đã thấy thành ý của các ngươi. Tin rằng lần này sau khi ta trở về bẩm báo, kế tiếp mức độ hợp tác sâu hơn cũng sẽ rất nhanh được triển khai. Ha ha, phương pháp chế tác thú hồn châu và phương pháp ngự thú, tổ chức này đều rất mong chờ những thứ này. Lý Phàm nói. Thanh không đổi sắc mặt, trầm giọng nói, chờ đến khi giao dịch cuối cùng hoàn thành, trước khi đế quốc hoàn toàn thoát ly huyền hoàng giới, mấy thứ này đều sẽ chuyển giao cho liên hiệp hội các ngươi. Ta đã gấp không chờ nổi chờ đến ngày đó. Lý Phàm thu hồi nhẫn chữ vật chứa 1.000 viên thú hồn châu, rời khỏi mật thất, phi thân bay lên. Chờ sau khi ta tìm được điểm dừng chân thích hợp cho các ngươi sẽ lại đến giao dịch với các ngươi. Hy vọng ngoại trừ kỹ thuật, tốt nhất đế quốc còn có thể cung cấp chi viện về phương diện nhân lực. Đến lúc đó bọn ta sẽ phụ trách tiếp ứng, di rời nhân viên. Lý Phàm nhìn mọi người đế quốc phía dưới, truyền âm nói. Không thành vấn đề. Thanh đồng ý ngay. Lý Phàm gật đầu, ngay sau đó phá không mà đi. Không trở về đảo Vạn Tiên mà trực tiếp đi tới trên đảo Thân Hóa. Tiểu sư đệ, xin hộ pháp giúp ta. Thiên Dương đang ngoẹo đầu, khổ tu bí thuật trích thủ phần thiên. Sau khi nghe được lời của Lý Phàm, tức khắc dừng tu luyện. Thình lình đứng dậy, cảnh giác quan sát bốn phía. Chương 468, Thế gian chân vạn tượng. Phong sinh bảo hạp, xem ra đế quốc quả nhiên là truyền thừa của ngự thú tông năm đó. Có Thiên Dương thực lực hóa thần thủ hộ, Lý Phàm lúc này mới yên tâm xem xét thu hoạch giao dịch với đế quốc lần này. Tư liệu tường tận của rất nhiều dị thú và thực thể dị thú đóng băng trong phong sinh bảo hạp có lẽ tác dụng không lớn đối với tu sĩ khác. Nhưng đối với Lý Phàm, tu hành dung lô vạn tượng công lại tuyệt đối là bảo khố khổng lồ. Năng lực kỳ dị của các loại dị thú, Lý Phàm đều có thể dùng dung lô vạn tượng công sau khi biến, hoa nắm giữ từng cái. Vẻ đẹp của sinh linh cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Những điều trong Thiên Y Tiên Kinh ghi lại sợ rằng không phải là toàn cảnh sinh linh thế gian. Lý Phàm nhẹ chỉ tay, lấy ra tất cả thư trùng trong nhẫn chữ vật. Thần thức đồng thời lật thư tịch, chỉ trong thoáng chốc, vô số quang ảnh phóng ra trên không trong động phủ. Hóa đạo thạch trong đầu nở rộ ra quang mang xanh thẳm trước đó chưa từng có. Lý Phàm híp mắt, cố gắng thu lại văn tự, hình ảnh chứng kiến lúc này vào trong đầu. Thông tin như thủy triều tuôn trào, phân loại, lần nữa cất chứa, sắp xếp trong hóa đạo thạch.
Trong tiếng lật trang sột soạt, quang ảnh không ngừng biến ảo. Sau khi ghi lại toàn bộ nội dung mấy trang, Lý Phàm cảm thấy huyệt thái dương hơi chướng đau. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, lại uống một viên ngộ đạo đan, Lý Phàm lại tiếp tục đọc. Trong mấy ngàn năm diễn biến, đế quốc ra đời rất nhiều giống loài độc đáo. Tuyệt đại đa số đều là loại Lý Phàm chưa từng nhìn thấy trong Thiên Y Tiên Kinh. Cũng không tồn tại trong huyền hoàng giới hiện nay. Đủ loại năng lực kỳ dị chúng nó, tuy rằng Lý Phàm kiến thức rộng rãi cũng tấm tắc lấy làm lạ. Ví dụ như trí thức trùng ký sinh trong đầu người có thể giúp tăng lên năng lực tư duy. Ví dụ như mô thú sau khi cắn nuốt dị thể có thể ngụy trang hoàn toàn, lại ví dụ như thiên linh điểu lấy cảm xúc của nhân loại làm thức ăn. Tất cả những loại này đều khiến cho Lý Phàm mở rộng tầm mắt. Hồng lô vạn tượng, đây mới là vạn tượng sinh linh chân chính nên có. Trong tiếng cảm khái của Lý Phàm, trang sách không ngừng lật qua. Tích lũy mấy ngàn năm đế quốc trong khoảng thời gian ngắn đều bị hấp thu trở thành tri thức trong đầu Lý Phàm. 10 ngày sau, Lý Phàm thở phào nhẹ nhõm, đè trán ẩn đau, thu hồi thư trùng vào trong nhẫn chữ vật. Cảm nhận được ánh mắt quan tâm Thiên Dương truyền đến, Lý Phàm xua tay, tỏ vẻ bản thân không sao. Nghỉ ngơi non nửa ngày, chờ sau khi lần nữa khôi phục một ít tinh thần, Lý Phàm lại lấy ra hộp gỗ màu đỏ. Dựa vào tin tức từng xem qua trong Thiên Huyền Kính lúc trước, Phong Sinh Bảo Hạp này chính là vật đặc hữu của Ngự Thú Tông vào thời kỳ thượng cổ. Nghe nói là dùng vạn hóa linh mộc chế tạo, có thể niêm phong, cất giữ yêu thú sống. Thời gian thay đổi, mấy ngàn năm qua đi, vạn hóa linh thụ hiện giờ sớm đã gần như diệt sạch. Phong Sinh Bảo Hạp cũng là một vật khó cầu, xem ra dự cảm của ta không sai. Mấy phần quen thuộc cảm nhận được từ trên người nữ tử áo xanh hẳn đến từ Thanh Loan Điểu Hứa Khắc từng gặp được trong Vẫn Tiên Cảnh. Không biết Bạch Hạc hiện tại còn ở đây không? Nói như vậy, người sáng lập đế quốc, tiên dân lĩnh ngộ phương pháp ngự thú trước nhất chính là Hứa Khắc. Trong ký ức của Lý Thần Phong, hắn sớm đã qua đời. Chẳng qua chuyện cũng chưa chắc thoạt nhìn đơn giản giống như mặt ngoài. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ, suy luận từ tin tức đã biết trước mắt, Ngự Thú Tông năm, đó dường như chỉ có một mình Hứa Khắc tới tiểu thế giới kia, tạo thành truyền thừa của đế quốc bây giờ. Những người khác của Ngự Thú Tông lại đã đi đâu? Lục Nhai đâu? Vì sao Đế Tam Mạc lại đến Vạn Tiên Minh, trở thành quán trưởng của Bác Vật Thần Tàng Quán? Những chuyện này và nhiệm vụ của Bạch Tiên Sinh lúc trước lại có quan hệ gì? Có quá nhiều nghi hoặc, tạm thời không thể hiểu hết. Chờ hành trình Vẫn Tiên Cảnh lần sau hẳn là có thể giải quyết một phần nghi vấn. Sắp rồi, Lý Phàm tính thời gian, thầm nghĩ trong lòng. Thu hồi Phong Sinh Bảo Hạp, Lý Phàm lại lấy ra một viên thú hồn châu cấp bậc trúc cơ. Có thể nói, lần này đế quốc hào phóng như thế vượt xa ngoài dự liệu của Lý Phàm. Chiến lực thú thần giáp của 500 trúc cơ, 490 kim đan, 9 nguyên anh, nếu lợi dụng tốt chắc chắn có thể dấy lên sóng gió không nhỏ. Tuy chỉ là trình độ chiến lực trên lý luận, nhưng ở huyền hoàng giới hiện nay, chiến lực thực tế của tu sĩ cũng thấp đến dọa người. Ngoài tu sĩ chuyên tu đạo chiến đấu cực kỳ cá biệt ra, người bình thường còn lại biết mấy chiêu thuật pháp công kích, bảo mệnh đã là khó lường rồi. Tồn tại có thể ảnh hưởng thần thức, lại có thể ngăn cản công kích của tuyệt đại đa số pháp thuật, tốc độ lại rất nhanh như thú thần giáp đối với tu sĩ bình thường hiện giờ tuyệt đối là đại sát khí. Chỉ là đời này cụ thể nên sử dụng thế nào mới có thể lợi ích hóa lớn nhất còn cần cân nhắc kỹ càng. Lý Phàm tạm thời đè xuống ý niệm, trong tay nắm một viên thú hồn châu ấn vào ấn đường. Trước mắt bỗng một màu đỏ tươi, trong hoảng hốt, Lý Phàm giống như nhìn thấy một con liệp báo một mắt hung ác đánh tới hắn. Hừ, ý niệm Lý Phàm như châm, đâm tới đối phương. Liệp báo phát ra một tiếng rên rỉ, ảo cảnh đã biến mất trong nháy mắt. Thú hồn châu nháy mắt hòa tan thành chất lỏng màu đỏ, hệt như có sinh mệnh từ ấn đường chảy ra khắp người. Trong cảm ứng của Lý Phàm, có loại năng lượng đặc thù đang ý đồ xâm nhập thân thể của mình, tiến hành cải tạo thân thể. Khác với loại cường hóa thuần túy của lực mật tàng thuyên chuyển trong cơ thể của tạo hóa Hồng Lô Công, thú thần giáp càng giống như chiết lực lượng vốn thuộc về dị thú đến trên người nhân loại. Tuy rằng năng lực tạm thời đạt được cường hóa nhưng thân thể cũng từ đây bị lây dính lực lượng dị thú, trở nên không còn thuần tịnh, tà môn ma đạo, không vào chính lưu. Lý Phàm lắc đầu, lực mật tàng trong cơ thể lưu chuyển, giống như hồng thủy tuôn ra, loại bỏ lực lượng dị thú ý đồ xâm nhập trong giây lát. Bên tai lần nữa truyền đến tiếng kêu rên của liệp báo, chất lỏng màu đỏ do thú hồn châu biến hóa thành trong phút chốc đã bị Lý Phàm bốc hơi.
xem ra quả thực chỉ thích hợp cho phàm nhân không thể tu hành sử dụng. Cũng hoặc là, hai mắt Lý Phàm hiện lên một tia dị sắc. Hắn nghĩ tới Diệp Phi Bằng thức tỉnh huyết mạch côn bằng đời trước. Bản thân có huyết mạch yêu thú thì tự nhiên sẽ không sợ loại ô nhiễm này nữa. Đời này Hà Chính Hạo đi theo sau ta kiếm đầy bồn đầy bát, hẳn là sẽ không nhớ thương mối làm ăn nhập cư trái phép kia nữa. Đám người Tô Tiểu Muội lúc này còn đang ở trong ly giới, nếu không có ta, sợ là không có cơ hội có thể đến được đây. Lý Phàm khẽ mỉm cười, kịch hay đời này lại không thể thiếu những tiểu gia hỏa này. Ngay sau đó Lý Phàm đứng dậy, sau khi cáo biệt Thiên Dương thì ẩn giấu thân hình, lặng yên đi tới ly giới. Vẫn là đi tới núi lửa trung tâm ly giới trước, quan sát một hồi. Kỳ lạ, Lý Phàm lắc đầu. Và lần đầu đến ly giới hắn đã cảm thấy ngọn núi lửa kia có chút không bình thường. Nhưng sau đó mỗi lần đến cũng từng đều cẩn thận kiểm tra một phen, lại từ đầu đến cuối không thể nhìn ra nguyên nhân. Theo tu vi của hắn ngày càng cao thâm, dự cảm trong lòng cũng càng thêm mãnh liệt. Nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Có lẽ sau khi Nguyên Anh sẽ có phát hiện. Lý Phàm tạm thời ghi nhớ việc này, đi thẳng đến kinh thành Đại Ly. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 469, Người nào chảm tiên đồ. Rạng sáng, Diệp Phủ, tên mập nhỏ Diệp Phi Bằng đang ngủ say, hình như vừa mơ thấy chuyện gì vui vẻ lắm nên khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn không hề phát hiện ra có một thân hình màu đen chợt hiện ra bên cạnh hắn. Bóng đen nhẹ nhàng vung tay lên, Diệp Phi Bằng nghiêng đầu, hoàn toàn ngất xỉu. Tay phải nắm chặt, giơ cao trên đỉnh đầu. Một lát sau, chậm rãi thu lại. Một giọt máu màu đỏ biến thành đen kịt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Diệp Phi Bằng vốn có sắc mặt hồng hào lại giống như bị bệnh nặng, lập tức tái nhợt hẳn đi. Giọt máu kia như vật sống có ý thức, không ngừng ngọ nguậy trong lòng bàn tay hắn, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của bóng đen. Theo bóng đen nắm chặt ngón tay, không gian dãy dụa của giọt máu kia cũng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn bị hắn hấp thu vào cơ thể. Bóng người đứng lặng lẽ trong đêm tối rất lâu. Vụt! Đôi cánh xương quái dị bỗng nhiên xé rách tám lưng, dang rộng ra sau lưng hắn. Từng tia máu quấn quanh cốt rực, vang lên tiếng rì rì rất nhỏ, không ngừng mọc ra từ gai xương, chớp mắt đã bị bạch cốt âm u che lấp. Cốt rực đầy áp lên, nhưng dưới ánh trăng, vẫn trông thấy rìa cốt rực không ngừng nhỏ máu, trông rất đáng sợ. Huyết mạch côn bằng, giọng nói trầm thấp vang lên từ miệng bóng đen, chốc lát sau, đôi cánh sau lưng hắn cứ thế kéo xuống. Không có cảnh máu tươi phun ra, huyết nhục ở miệng vết thương dãy dụa một lát, sau đó bị một luồng sinh cơ to lớn tinh thuần đuổi ra khỏi cơ thể. Qua giây lát, bóng đen lại khôi phục như ban đầu. Đại yêu thượng cổ, quả nhiên có ghê gớm. Hắn nhìn hai cánh bị kéo xuống nhưng vẫn đang đập, cảm thán nói. Bóng đen này chính là Lý Phàm. Sau khi vào kinh thành Đại Ly, chuyện đầu tiên hắn làm là rút một ít tinh huyết côn bằng trong cơ thể Diệp Phi Bằng ra. Bảo quản một phần tinh huyết trong nhẫn chữ vật, đồng thời dùng nhục thân của mình hấp thu một phần nhỏ. So với lực dị thú Lý Phàm cảm ngộ được bên trong thú hồn châu thì càng bá đạo hơn. Nếu như nói lực dị thú kia là cảm nhiễm, chiết xuất thì sức mạnh huyết mạch côn bằng này là thôn phệ, đồng hóa triệt để. Thảo nào ở kiếp trước, lời nói cử chỉ sau này của Diệp Phi Bằng, thậm chí là tư tưởng đều gần như giống với yêu thú chân chính. Đây chính là hậu quả chắc chắn xảy ra sau khi sử dụng sức mạnh huyết mạch côn bằng. Nhưng mà, Lý Phàm mỉm cười, ta dùng tạo hóa hồng lô công mô phỏng nên không cần lo lắng chuyện này. Côn phệ, bằng phi, kinh bằng biến. Hắn cẩn thận thì thầm, bóng người Lý Phàm trong đêm tối đang không ngừng vặn vẹo, thỉnh thoảng biến thành cá voi, lúc lại biến thành đại bàng, lúc lại biến thành thân người cánh chim. Một lúc lâu sau, Lý Phàm biến trở lại bộ dáng ban đầu của mình. Tinh huyết côn bằng dùng để lĩnh ngộ quá ít, trước mắt chỉ lấy được hình dáng, không thể nào hoàn toàn tái hiện lại thần thông côn bằng. Nhưng không sao, ở đây đã có sẵn một kho máu rồi. Lý Phàm nhìn Diệp Phi Bằng, nở nụ cười hiền hòa. Hắn mang theo tên mập nhỏ phóng lên trời, lập tức biến mất trong màn đêm. Ngày thứ hai, kinh thành hỗn loạn. Rất nhiều nhà quyền quý như Tô, Diệp, Hàn đều có trẻ con bỗng nhiên mất tích. Mấy nhà liên hợp lại lật tung kinh thành lên, nhưng không tìm ra tung tích của đứa trẻ đâu. Nhất thời, lòng người hoang mang, lời đồn nổi lên khắp nơi.
Mấy nhà bị hại tụ tập lại âm thầm thảo luận, cho rằng người có thể làm được chuyện này, ngoại trừ tiên nhân trong truyền thuyết ra thì chỉ sợ là hoàng đế Đại Ly kia. Hiển nhiên, tiên nhân sẽ không lén lút làm chuyện như vậy. Vậy khả năng duy nhất là do hoàng đế gây ra. Các đại thần quyền quý không khỏi nghĩ đến các loại tin đồn mình từng nghe, trong lòng nảy sinh nỗi oán hận. Sau đó trong kinh thành, sóng cuộn biển gầm, mà kẻ gây ra những việc này là Lý Phàm đã rời khỏi Ly giới từ lâu rồi. Sau khi trở về huyền hoàng giới, hắn không hề dừng lại. Hắn không đến một địa vực nào ở huyền hoàng giới mà thông qua thông đạo tiên tuyệt, quay về quê hương của mình, Đại Huyền. Thuyền Thái Diễn vượt gió bay đi, sắc mặt của 16 đứa trẻ hoảng sợ lo lắng luống cuống, chen chúc ngồi trong khoang thuyền, run lẩy bẩy. Lý Phàm đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn bên dưới. Cũng là một tiểu thế giới hoàn chỉnh, Đại Huyền không chỉ rộng lớn gấp 10 lần Ly giới. Nếu Ly giới có thể xuất hiện thiên tài tu hành như Tô Tiểu Muội, Tiêu Hằng, vậy thì không thể nào Đại Huyền không có được. Trạm thứ nhất cũng là thành Hàn Quảng màu mỡ giáp Đại Huyền. Thần thức rộng lớn đảo qua người phàm bên dưới, Lý Phàm tìm ra người thích hợp. Không lâu sau, Lý Phàm lại nhíu chặt mày. Tư chất này, sao lại không có mấy ai tốt hơn ta vậy? Hắn lắc đầu, thuyền Thái Diễn tăng tốc, đi đến tòa thành tiếp theo. Kết quả vẫn khiến Lý Phàm thất vọng. Tốn thời gian nửa tháng, Lý Phàm gần như đã tìm hết con dân Đại Huyền nhưng người thích hợp tu hành chỉ lác đác được vài người. Xem ra lúc đầu ta bước lên tiên lộ gian nan như vậy, e rằng cũng không phải ngẫu nhiên. Trời, người, Lý Phàm tung người bay lên không trung, nhắm mắt cảm nhận khí tức của bản thân huyền giới. Người chính là vạn vật chi linh, tạo hóa của thiên địa. Có người được thiên địa ưu ái thì có thể cảm ứng được thiên địa, thuận đường tu hành, bước lên tiên đồ. Đây là những gì sẽ xảy ra lúc đầu, có thể được khí vận thiên địa, nhưng xác suất rất nhỏ. Với số người khổng lồ ở Đại Huyền, dựa vào lý luận thì hẳn là xuất hiện không ít thiên tài mới đúng, nhưng mà hết lần này đến lần khác. Lý Phàm nghĩ đến bầy liệt giới kình lang thang ở bên ngoài Đại Huyền, cố gắng muốn tách biệt hoàn toàn huyền giới với huyền hoàng giới. Nếu thiên địa không thích, người nào chảm tiên đồ. Nhưng tại sao Ly giới lại đặc biệt như vậy? Sự nghi ngờ trong lòng Lý Phàm tùm như cỏ dại, hắn thầm than, tạm thời bỏ ý định ban đầu của mình đi. Hắn đi đường vòng đến gần núi Giải Ly, đưa hai thiếu niên có cốt cách đáng ngạc nhiên từng thấy lúc trước đi. Rồi hắn rời khỏi Đại Huyền, lập tức trở về tu tiên giới. Ta biết ngay thế gian có tiên mà, vẻ mặt Tôn Nhị Lang thần hưng phấn, đi qua đi lại. Vương Huyền Bá to con vạm vỡ bên cạnh lại mặt ủ mày ê, có hơi bất an. Nhị Lang, ngươi nói tiên nhân bắt chúng ta đến đây, rốt cuộc muốn làm gì? Khi nào chúng ta mới được trở về, ta nhớ nhà. Hắn nhỏ giọng nói với Tôn Nhị Lang, có chi khí lên đi. Không học được bản lĩnh cưỡi mây đạp gió, phá núi xuống biển, làm sao ta cam tâm trở về như vậy? Tôn Nhị Lang bất mãn nói. Vương Huyền Bá há hốc mồm, muốn nói gì đó thì phát hiện có một bóng người đột nhiên xuất hiện cạnh hai người. Tiên sư, Vương Huyền Bá giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Tiên sư, xin dạy ta tu hành. Tôn Nhị Lang cũng dập đầu bái lại. Ánh mắt Lý Phàm đảo qua hai người, không đáp lời. Chỉ dẫn bọn họ đến chỗ Tô Trường Ngọc và 16 đứa bé trong khoang thuyền. Đám trẻ con đã khá lớn, Lý Phàm đưa đến đây, không thấy gia đình của rất nhiều người. Bọn họ hoang mang bất lực, không kiềm chế được mà khóc lóc không ngừng. Làm cho bọn họ giữ yên lặng, xem như đây là thử thách đầu tiên của ngươi. Nhớ rằng không được ra tay đánh người, Lý Phàm nói với Tôn Nhị Lang, sau đó lập tức biến mất. Tôn Nhị Lang chỉ có võ công, tự xưng biết mọi môn võ, nhìn đám tiểu quỷ nước mắt nước mũi lèm nhèm trước mặt, nhất thời rơi vào thế khó. Chương 470, phi bằng lòng tham không đáy. Nhị Lang Tôn ra vò đầu bứt tai ở bên trong, quả thật tốn một lúc lâu mới có thể khiến đám con nít Ly giới an tĩnh lại. Mà Lý Phàm cũng mang theo bọn nó, đi lên thần hóa, đạo. Tuy động phủ xây dựng không lớn, nhưng cũng thừa sức để sắp xếp cho đống nhóc này. Lý Phàm vừa trở về đảo Vạn Tiên một chuyến, ở trong Thiên Huyền Kính mua nguồn suối linh sinh, cây chu hồng quả vân vân. Giải quyết vấn đề ăn uống của bọn nhóc, bọn nhóc dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Lý Phàm. Mấy đứa có biết tiên là như thế nào không? Lý Phàm hỏi. Phần lớn đám trẻ đều theo bản năng lắc đầu. Bao gồm cả Diệp Phi Bằng cũng mặt đầy mờ mịt. Chỉ có Tôn Nhị Lang lớn tuổi hơn,
trong mắt hiện lên một tia nóng rực và hướng tới. Hắn cướp lời nói, ta biết. Tiên nhân có thể bay lên trời, chui xuống đất, rời núi lấp biển, hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Lời nói của Tôn Nhị Lang hình như khiến cho lũ nhóc vốn còn rụt rè trở nên dũng cảm hơn. Lại có một đứa nhóc nhỏ giọng nói, ta cũng biết. Từ nhỏ, cha ta đã dạy ra hát học theo thần tiên, cưỡi hạc phi thiên. Biến đá thành vàng, tuyệt không thể tả. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi thấy buồn cười. Hắn nhận ra đứa nhóc này chính là phụ thân của Hàn Vô Ưu nhiều năm sau. Lần này, Lý Phàm bắt cả hắn và mẫu thân của Hàn Vô Ưu tới. Muốn nhìn thử xem, dưới tình huống biến hóa to lớn như vậy, Hàn Vô Ưu có thể ra đời được hay không? Kết quả trong biến và bất biến này đối với Lý Phàm thì có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhẹ nhàng vung tay lên, khiến đám trẻ đang nhao nhao thảo luận nháy mắt yên tĩnh lại. Lý Phàm trầm giọng chỉ bảo, thứ gọi là tiên, thật ra chính là người mạnh một chút. Nhưng một người phàm tục, muốn trở nên mạnh như tiên, dễ vậy sao? Có người thiện văn, có người thì năng võ. Quan trọng là tìm được phương pháp phù hợp, khiến mình trở nên mạnh mẽ. Lý Phàm cố ý dừng lại chốc lát, sau khi đợi bọn nhỏ rơi vào suy nghĩ, lại nói, ta có tam tiên pháp, có thể giúp các ngươi trở nên mạnh mẽ như tiên nhân. Đầu tiên, phương pháp nghịch thiên mà đi. Cái gọi là thuận thì phàm, nghịch thì tiên, nghịch thiên địa chi lý thì có thể trực tiếp chứng trường sinh đại đạo. Đây chính là phương pháp thượng đẳng nhất. Tuy bọn nhỏ không hiểu được nhiều lắm, nhưng nghe rõ ý tứ trong lời nói đó, chúng không khỏi nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Thứ hai, phương pháp hồng lô mật tàng. Cơ thể con người có hồng lô, luyện được tạo hóa. Kích thích tiềm năng vô hạn trong cơ thể, luyện tới thâm sâu, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, cũng có thể rời núi lấp biển. Đây là phương pháp trung đẳng. Lời vừa nói ra, trong đám trẻ con chỉ có ánh mắt Tôn Nhị Lang và Vương Huyền Bá khẽ nhúc nhích. Nếu như hai phương pháp đó đều không thành công, ta còn có phương pháp thứ ba. Tuy không thể so với hai phương pháp trước, nhưng cũng là một trong rất nhiều đại đạo. Chính là phương pháp ngự thú. Thiên địa từng tồn tại đủ loại dị thú trên đời, nắm giữ đủ loại uy năng không thể tưởng tượng được. Nếu như có thể mượn sức mạnh của những dị thú này, thì giống như dùng cơ thể người phàm thành tiên nhân. Lý Phàm hắng giọng nói, cho nên bọn nhỏ rối rít trở nên mong chờ. Người người khác biệt, có thể tu được phương pháp đầu tiên, chỉ có số ít. Ta dạy các ngươi tiên pháp, tùy theo tài năng mà dạy bảo. Các ngươi tự lựa chọn cách thức tu hành. Suy nghĩ thật kỹ, ba ngày sau, ta lại tới. Lý Phàm vung tay lên, không ngừng lần lượt chiếu ra ba loại phương pháp mà hắn nói thông qua một viên lưu ảnh thạch trên không trung. Bọn nhỏ đều bị đủ loại hình ảnh xinh đẹp trong hình hấp dẫn, đắm chìm trong đó. Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh. Khi Lý Phàm xuất hiện lần nữa, đám nhóc đang thảo luận lập tức yên tĩnh lại. Muốn tu luyện phương pháp đầu tiên, tiến lên phía trước một bước. Lý Phàm nói, Tô Trường Ngọc, Tôn Nhị Lang cùng với ba đứa trẻ khác hiên ngang tiến lên phía trước. Sau khi Lý Phàm liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói, trong các ngươi, không có ai có tư chất thượng gia. Nếu như sau này tu hành khó khăn thì đừng hối hận. Bộ dáng đám nhóc Tô Trường Ngọc vẻ mặt quyết tuyệt. Lý Phàm bấm nhẹ đốt ngón tay, mấy đạo lưu quang bay vào trong đầu bọn chúng. Vậy thì truyền cho các ngươi đạo pháp khác nhau. Nhớ kỹ, tiên pháp khó có được, không thể cùng tu. Sau này nếu các ngươi gặp phải nghi hoặc, chỉ có thể tự mình suy nghĩ, không được tiết lộ công pháp tu hành của mình cho người khác. Đám nhóc nghe vậy, đều hơi biến sắc. Lý Phàm cũng không để ý bọn nó, phất lên một cơn gió nhẹ, đưa bọn nó tới những căn phòng khác nhau. Nhìn đám nhóc còn lại, Lý Phàm tiếp tục nói, muốn tu phương pháp hồng lô mật tàng, tiến về phía trước một bước. Vương Huyền Bá dẫn đầu đi ra, mà phần lớn đám nhóc, sau một hồi do dự, vẫn tiến lên phía trước. Lý Phàm không nói thêm gì, truyền tạo hóa hồng lô công vào đầu bọn chúng. Sau khi lại tách chúng ta, Lý Phàm nhìn ba đứa còn lại, mí mắt giật giật. Bởi vì trong đó có Tiêu Hằng vẻ mặt không tập trung, cùng với Diệp Phi bằng ánh mắt long lanh nhìn thẳng. Sao các ngươi lại muốn tu phương pháp dị thú hạ đẳng nhất? Lý Phàm chỉ vào Tiêu Hằng, lạnh giọng hỏi, ngươi tới trả lời ta trước. Tiêu Hằng sợ hết hồn, sơ sơ đầu, hắn có chút ngượng ngùng nói, hồi bẩm tiên sư, chỉ là ta cảm thấy bản thân có chút ngốc, đương nhiên không thể học được hai phương pháp đầu tiên. Chi bằng đàng hoàng học phương pháp dị thú kia thì hơn. Lý Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi chắc chắn chứ? Sẽ không hối hận chứ?
Tiêu Hằng thấy Lý Phàm không có ý tứ trách cứ, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu, tuyệt đối không hối hận. Lý Phàm không nói gì thêm, đưa tới một viên nguyên anh thú hồn châu. Thứ này là thú hồn châu, bên trong phong ấn một thần hồn dị thú cường đại. Đối với ngươi thì vô cùng cường đại, ngươi mang theo bên mình, ngày đêm không rời. Đợi tới khi ngươi cảm thấy tới lúc rồi thì có thể thử luyện hóa. Lý Phàm nói, tạ ơn tiên sư. Tiêu Hằng vui vẻ thu lấy thú hồn châu. Tiên sư, ta cũng nghĩ giống như Tiêu Hằng. Một đứa nhóc tên là Triệu Ôn trong ba đứa, nhìn qua có chút thành thật, lúc này cũng vội vàng nói. Lý Phàm cẩn thận kiểm tra thân thể Triệu Ôn một hồi, suy nghĩ một lúc, vẫn đưa cho hắn một viên nguyên anh thú hồn châu. Không nên miễn cưỡng, Lý Phàm phân phó nói. Triệu Ôn cảm kích quỳ xuống dập đầu. Ngươi thì sao? Lý Phàm nhìn về phía Diệp Phi Bằng còn dư lại cuối cùng. Diệp Phi Bằng gãi gãi gương mặt, có phần do dự. Chẳng qua cuối cùng vẫn cả gan hỏi dò, tiên sư, vì sao chỉ có thể lựa chọn một loại tiên pháp? Ta muốn cả ba loại, được không? Ánh mắt Lý Phàm hơi khựng lại. Nhìn Diệp Phi Bằng trong mắt đều là khát vọng, Lý Phàm chợt cười ha ha nói. Nếu ngươi đã nói như vậy, thì ta cho ngươi toàn bộ. Định Hải Thần Kiếm, Tạo Hóa Hồng Lô Công, cùng với Thú Hồn Châu dùng tinh phách cửu đầu thần điểu luyện chế thành, toàn bộ đều đưa cho Diệp Phi Bằng. Tạ ơn tiên sư, tạ ơn tiên sư. Diệp Phi Bằng mừng rỡ, cuống quýt dập đầu. Mà Tiêu Hằng và Triệu Ôn đứng ở một bên, không nghĩ tới còn có thể làm như vậy, nhất thời trợn mắt há mồm. Các bạn vừa nghe xong tập 47 của bộ truyện Ta Mô Phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.